Thưa quý vị, vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay 14 tháng 1 2017, khoảng gần 1.000 bà con ngư dân xứ Đông Yên đã tập trung chặn ngang đường quốc lộ 1A đoạn qua đèo Con ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, yêu cầu nhà cầm quyền đền bù thiệt hại trong thảm họa môi trường do Formosa gây ra hồi tháng 4 vừa qua. Lưới và cá được đổ ra giữa quốc lộ gây nghẽn tắc giao thông suốt nhiều giờ. Một người dân tại cuộc biểu tình phản đối này cho chúng tôi biết. Người dân ở quận Đông Yên nhưng một phần nằm ở bên phường Kỳ Phương, một phần là nằm bên xã Kỳ Nam. Nhiều nhất thì tầm khoảng trên dưới 1.000 gì đấy. Có người dân không đồng ý về vấn đề về bồi thường á. Do bồi thường không thỏa đáng cho nên người dân họ ra đường, họ chắn đường, họ phản đối. Bắt đầu là vào khoảng 10 giờ sáng cho đến khoảng 2 giờ chiều là mới thông xe được. Chính quyền thì không đến giải quyết vấn đề gì cả, chỉ có thấy lực lượng công an nó đứng đó thôi, nó không làm gì cả. Nó thì tôi có chạy giao thông điều tiết xe đi chuyển hướng đi đường khác thôi, chỉ còn chạy có ai nhận trách nhiệm, chính quyền nhận đứng là nhận trách nhiệm rồi giải thích cho người dân. Xa xứ Đông Yên cho ngày vắng mặt cho nên là có nhờ bên ban hành giáo lên nói với người dân là giải tán để cho xong đường xe rồi. Không có một cái sự sát nào đáng tiếc cả, mà sự điều sẽ là chuyện đã êm đẹp cả. Thật sự không có sự sát gì đâu. Thưa quý vị, hơn 100 người thuộc các cơ sở kinh doanh thu mua hải sản tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh hôm qua tiến hành đình công trước Ủy ban Nhân dân tỉnh đòi tiền bồi thường cho số cá mua theo yêu cầu nhà nước sau thảm họa môi trường Formosa. Tin của phong trào lao động Việt từ trong nước cho biết số cá của gần 50 hộ kinh doanh nằm trong kho lạnh lên đến hàng nghìn tấn. Hàng tháng, có hộ phải chi hàng chục triệu đồng để bảo quản. Những doanh nghiệp này còn phải trả nợ vay ngân hàng và nợ bên ngoài lên đến gần chục tỷ đồng cho mỗi doanh nghiệp. Cả ngàn công nhân làm việc trong những ngành liên quan biển như nghề cá, làm muối, nước mắm, đang phải thất nghiệp. Những người biểu tình cho biết các cơ quan chức năng đang đùn đẩy nhau trách nhiệm về công tác chi trả tiền bồi thường do thảm họa môi trường biển mà Formosa gây ra. Xin được nhắc lại vào đầu tháng 4 vừa qua, cá và hải sản chết hàng loạt tấp vào bờ biển 4 tỉnh miền Trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Nguyên nhân được phát hiện là do nhà máy thép Formosa tại Vũng Áng, Hà Tĩnh xả hóa chất độc hại trực tiếp ra biển. Sau đó nhà máy này thừa nhận và bồi thường cho Việt Nam 500 triệu đô la Mỹ để khắc phục và bồi thường cho người chịu tác động bởi thảm họa. Đến nay, một số người dân trong diện được chính phủ Hà Nội quy định được bồi thường vẫn chưa nhận được số tiền đó và nhiều cuộc biểu tình đòi hỏi quyền lợi đã xảy ra. Vụ nhiễm độc biển làm cá chết hàng loạt do chất thải của nhà máy luyện thép Formosa gây ra bùng nổ vào đầu tháng 4 năm 2016. Hàng ngàn tấn cá chết dạt vào bờ biển Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong tháng 4 và tháng 5. Tai họa môi trường này làm cho hàng chục ngàn ngư dân mất việc làm, kéo theo hàng loạt những cuộc biểu tình bảo vệ môi trường, đòi đền bù. Trong đó có những cuộc biểu tình lên đến 10.000 người. Thế nhưng, vụ Formosa không được Bộ Tài nguyên và Môi trường xếp vào một trong 10 sự kiện nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường trong năm 2016. Trong 10 sự kiện nổi bật mà Bộ Tài nguyên Môi trường công bố, có phần nữa là các nghị quyết hay chỉ thị của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Nhà báo độc lập Huỳnh Ngọc Trên nhận xét về danh sách 10 sự kiện này. Tôi chỉ thấy loáng thoáng một vài sự kiện, tôi không nhớ, tôi đọc với cách đây 4-5 ngày rồi, bây giờ không còn nhớ những cái sự kiện đó rõ lắm. Mà nó chả đáng cái sự kiện nó ra sự kiện nổi. Trong đó có sự kiện là phải triển khai nghị quyết đảng rồi chi đó thì toàn là những thứ vớ vơ vớ vẩn, chả phải là sự kiện gì. Rất nhiều người được chúng tôi tiếp xúc đều nói rằng không thể chối cãi rằng thảm họa Formosa là một sự kiện cực kỳ lớn, thậm chí mang tầm vóc quốc tế, xuyên biên giới. Tuy nhiên, một nhà hoạt động môi trường nổi tiếng ở Việt Nam là kỹ sư Nguyễn Huỳnh Thuật cho rằng nó không chỉ là vấn đề môi trường mà nó là một cái câu chuyện chính trị nữa nè. Cho nên là liên quan tính trị, chính trị thì em cũng không rành lắm. Không phải vấn đề gì dân đồng ý là họ đồng ý anh. Nhà báo Huỳnh Ngọc Trên cho rằng vụ Formosa không chỉ đơn giản là một tai nạn do doanh nghiệp gây ra, mà nó còn liên quan đến hàng loạt quan chức Việt Nam đã cấp giấy phép hoạt động cho công ty này. Từ ông cựu thủ tướng, cựu bộ trưởng cho đến viên bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh. Vì thế, theo ông Huỳnh Ngọc Trên, qua những chuyện như vậy thì thấy rằng họ không đưa cái chuyện Formosa này vào trong
một trong 10 sự kiện là họ có ý đồ muốn bưng bít, muốn không cho người dân nhớ lại cái chuyện này nữa. Lên tiếng giải thích với công luận Việt Nam tại sao vụ Formosa không được đưa vào làm một trong những sự kiện quan trọng của ngành tài nguyên môi trường. Một quan chức Việt Nam của Bộ Tài nguyên và Môi trường nói rằng chỉ ghi nhận những sự kiện mang tính tích cực mà thôi. Một cựu viên chức từng phụ trách ngành dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Khắc Mai nói với chúng tôi rằng việc đưa tin tức theo kiểu chỉ loan báo những điều tốt đẹp vẫn còn trong não trạng quan chức Việt Nam. Nó đấy là cái bệnh, cái tật bệnh của cái chủ nghĩa cộng sản Mác Lênin đấy, phải nói thẳng như vậy. Bởi vì thực chất là người ta coi cái dân là không ra cái quái gì hết, không đếm xỉa gì đến cái nỗi bất hạnh của dân. Người ta chỉ chú ý đến cái vai trò nhà nước và sự lãnh đạo của đảng thôi. Họ coi đấy là số một. Và như thế tức là hết sức là bi kịch. Ông Nguyễn Khắc Mai còn so sánh chế độ của Đảng Cộng sản ngày nay còn kém hơn các triều đại phong kiến trước kia, khi vua quan đứng ra nhận lỗi lầm hoặc tổ chức tưởng nhớ những người dân thiệt mạng khi những vụ thiên tai, địch họa xảy ra. Nhận định về việc loan truyền tin tức về những vụ tiêu cực tại Việt Nam trong những năm vừa qua, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh cho biết là do ảnh hưởng của mạng lưới thông tin điện tử, nên những người cầm quyền tại Việt Nam cũng cho phép một sự thông tin tự do hơn. Càng ngày thì nhà nước cũng mạnh dạn công khai dần thông tin, kể cả những thông tin tiêu cực, không còn bưng bít giấu giếm một cách tuyệt đối như hồi xưa. Nhưng mà cái việc công khai đó ra thì cũng chưa đến đâu hết. Vẫn tùy theo tin, theo cái thông tin. Có lợi hay không có lợi cho đảng, cho nhà cầm quyền. Liên quan đến tai họa môi trường Formosa, ông Nguyễn Huỳnh Thuật cho rằng có lẽ chính quyền sợ rằng nếu xếp vụ này vào một trong 10 sự kiện nổi bật nhất trong ngành môi trường trong năm 2016, nhà nước sợ rằng dân chúng sẽ vinh vào đó tiếp tục đòi hỏi việc đền bù cho mình hay là sẽ tiếp tục kéo theo những cuộc phản kháng. Cách nhìn nhận vấn đề như vậy của nhà nước Việt Nam bị ông Nguyễn Khắc Mai cho là rất kém, lợi bất cập hại. Ngu xuẩn mới làm như vậy, mới nghĩ như vậy. Nếu mà khôn ra thì biết an ủi dân. Và từ đó mà người ta có thể quên đi, người ta tha thứ cho. Còn làm như thế này á, thì tượng là để cho người ta quên đi. Nhưng mà thật ra lại nhấn vào, khoét sâu vào cái nỗi đau của dân tộc. Theo kỹ sư Nguyễn Huỳnh Thuật, người từng phản kháng thành công việc xây dựng hai nhà máy thủy điện có nguy cơ gây hại môi trường trên sông Đồng Nai, thì cách nhìn nhận vấn đề hiện nay của chính quyền là cách chỉ đưa ra phân nửa sự thật. Ông nói tiếp. Vấn đề là sự thật mình phải cần được nhìn nhận được rồi thì mình sẽ chấp nhận được rồi thì mình sẽ có cái cách để mà chuyển hóa đen, có một cái cách để mà nó tốt hơn á. Không dám nhìn nhận sự thật thì nó rất là khó, mà trong cái bối cảnh này thì cái sự thật không phải được nhìn nhận, nhiều sự thật chưa được nhìn nhận một cách nó đúng đắn lên ạ. Kết thúc buổi nói chuyện với chúng tôi, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, người từng tham gia các cuộc biểu tình vì môi trường sau vụ Formosa, một lần nữa nhấn mạnh tầm vóc thảm họa môi trường vụ án Formosa. Đó là sự kiện vô cùng lớn, gây tác hại là một dải đất từ Nghệ An mà vào đến Thừa Thiên Huế đến Đà Nẵng, và làm cho bao nhiêu ngư dân đã điêu đứng, và làm cho cả một nền kinh tế biển và du lịch ở cả dải đất phía Bắc miền Trung là thiệt hại nặng nề. Và đến bây giờ những ngư dân chưa biết tìm cái lối ra nào để mà sinh sống. Cho nên là một sự kiện rất lớn. Ông Nguyễn Khắc Mai cho rằng, ông lo rằng những diễn biến sau khi xảy ra thảm họa, các cách mà nhà cầm quyền giải quyết sự việc là một điều nguy hiểm, rất nghiêm trọng cho đất nước và dân tộc Việt Nam hiện nay. Đây là vấn đề mà tôi cho là nó là một cái gọi là sự suy đồi của văn hóa, một cái văn hóa chính trị đang suy đồi. Và đấy là sự nội bất hạnh của dân đó. Ông Nguyễn Huỳnh Thuật, người đang thực hiện thành công khu du lịch sinh thái rừng gọi tại vùng Nam Cát Tiên, lại có cái nhìn lạc quan hơn, mặc dù ông vẫn cho rằng có nhiều câu chuyện về môi trường tại Việt Nam không kết thúc có hậu như chuyện ông và đồng nghiệp phản đối các dự án thủy điện trên sông Đồng Nai. Theo ông, thì để giải quyết những vấn đề đó cần có một sự can đảm của tập thể những nhà cầm quyền, dám nhìn thẳng vào sự thật.